Anh em ạ, mình đang ngủ thì mình dậy đi vệ sinh thì mình phát hiện như con cá sấu BB của anh Dương chết rồi anh em ạ. Đây này, để mình cầm lên cho anh em xem. Ui anh em ơi, chết cứng đơ người rồi. Không biết làm sao chết nhở, hay nó chết vì lạnh nhở. Anh Dương cũng chưa biết chuyện này đâu anh em ạ. Hay phải gọi anh Dương dậy không? Anh Dương ơi, anh Dương, anh Dương ơi, anh ơi, anh Dương, dậy đi anh ơi, dậy đi anh ơi. Nào, cá sấu BB chết rồi anh ơi. Hả? Cá sấu chết rồi. Cá sấu chết á? Vâng, cá sấu chết rồi anh ạ. Cho anh ấy à? Cứng đơ người này, cho cái gì? Đêm hôm rồi. Đêm hôm mà cho cái gì mà cho? Đây đây. Anh nhìn này. Đây đây, mắt còn mở đấy. Chết cứng đơ người vừa em cầm lên xong. Thật mà. Thật không ấy? Thật. Chết rồi. Ui. Chết thật rồi. Em đi vệ sinh em thấy nó đứng đơ đây, em ra em nhìn thì em cầm lên là chết rồi. Ui chết rồi. Sao chết nhỉ? Hay là cái thời tiết nó lạnh mới chết vì lạnh? Không, chết lạnh là sao được, phòng bật điều hòa đấy. Phòng bật điều hòa anh để chế độ nóng mà. Thế làm sao xong, chết trong nhỉ? Đây ấm mà làm sao chết được? Ô sao chết nhỉ? Hay nó chết vì đói rồi. Thế mấy hôm trước anh Thảo chở cho ăn là gì? Mấy hôm từ lúc nó về đút cho nó ăn, nó có ăn cái gì đâu. Em thấy nó chết thì em quay cho anh em xem hay cho anh gọi anh dậy luôn. Nước ấm mà. Thế bây giờ cái này chắc không phải chết vì ấy rồi, không phải chết vì lạnh rồi. Hay chết vì đói. Chết đói rồi. Bây giờ. Nhưng mà nó không ăn cái gì cả. Ui thế thì chết vì đói rồi, nhưng mà cá sấu sao mà nó chịu lâu lắm. 2 giờ đêm rồi. Đâu xong bây giờ. Đây anh em ạ, 2 giờ đêm. 1 giờ 40 rồi. Đây mọi người ơi. Cá sấu baby là chết rồi mọi người nhá. Đấy thực sự rất là đáng thương. Ui chết cứng đơ người luôn mọi người ạ. Này. Nó chết nó không nhắm mắt luôn này, mình vẫn còn cứ tưởng là sống này. Đây mọi người, chết không nhắm mắt luôn này. Đấy. Con này không biết là nguyên nhân vì sao chết mọi người ạ. Chắc là con này nó chết vì đói rồi. Mấy lần mày cho nó ăn, anh thấy mày cho nó ăn đi. Em cho nó ăn nhưng mà nó không ăn ý. Không ăn á? Không ăn. Không ăn gì? Quan gì đâu. Thế em với anh Thao cho ăn suốt nhưng mà nó không ăn. Chết vì đói rồi. Đấy thì à, mọi người ạ, thì à, từ lúc bạn Phan tặng mình con này về tới nhà là được 7 ngày rồi nhưng mà cá sấu không ăn một cái gì cả. Đấy, mình biết ngay mà nó cứ tình trạng nó không ăn này kiểu gì nó cũng chết mà. Đấy, mình đã mua cho nó thịt lợn sống này, rồi sâu tăm ấy. Đấy, nhưng mà mình thả vào nó không ăn, mua cả cá con cho nó nữa nhưng mà nó cũng không ăn. Đấy, bây giờ ra nông nỗi này đây, bảo nếu mà cứ tình trạng không ăn như thế này thì kiểu gì cũng chết. Ui, chết quay đơ luôn. Chết cứng đơ người luôn mọi người. Đấy, cá sấu chết rồi mọi người. Buồn quá mọi người. Mới nuôi cá sấu baby được có mấy ngày thì đã chết rồi. Mình nghĩ là nguyên nhân do là cá sấu baby là không chịu ăn anh em ạ. Buồn quá mọi người. Thì là mình rất là buồn và tiếc. Vì đây là một cái món quà của một bạn fan hâm mộ, của một bạn Quỳnh mãi ở trong thành phố Hồ Chí Minh gửi ra tặng mình. Nhưng mà mình đã hứa với bạn ấy là mình sẽ nuôi và chăm sóc chú cá sấu này, nhưng mà bây giờ không may thì cá sấu chết rồi mọi người. Đấy. Buồn quá. Buồn quá mọi người ơi. Cá sấu chết rồi. Ôi cá sấu ơi, mày tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi con ơi. Cá sấu này thì thực sự với mọi người là mình cũng không gọi là chơi với nó nhiều. Bởi vì mình cũng là sợ cá sấu ấy. Đấy, nhưng mà nhìn thấy nó chết ấy thì là mình cũng thấy rất là tội. Thực sự luôn. Khi mà cuộc sống mình ấy bị mất đi một thứ gì đó rất là quen thuộc đối với mình thì mình sẽ cảm thấy hụt hẫng và rất là buồn. Nói chung là bạn cá sấu này thì đến với mình nó cũng là một cái duyên. Đấy, có duyên thì mới gặp được nhau đấy. Nhưng bây giờ cá sấu là đã gọi là rời xa mình rồi. Đấy thì mình cũng cảm thấy là trong lòng nó rất là buồn. Cũng như các bạn, các bạn biết đến mình, các bạn yêu quý mình, các bạn xem clip của mình mỗi ngày thì mình và các bạn cũng là một cái duyên, thì người ta gọi là có duyên thì mới đến với nhau. Đấy,
Nói chung là bây giờ cá sấu chết rồi thì có lẽ là mình sẽ đem cá sấu đi chôn mọi người. Chết không nhắm mắt luôn mọi người. Buồn quá. Không phải lỗi tại tao nha, tại mày không ăn đấy. Tại mày không ăn gì mày mới chết đấy cá sấu ạ. Toàn đây. Vâng. Em chụp cho anh một kiểu ảnh để anh làm kỷ niệm. À vâng vâng, ok nhá. Vâng ơi, lấy anh cái hộp ấy. Lấy cái hộp ở dưới gầm bàn nhé. Đây. Thì mọi người ơi, thì bây giờ là mình sẽ gọi là đi chôn cá sấu nhá mọi người nhá. Về với thế giới bên kia nhá. Nằm ở đây. Đấy. Cho anh em xem nhìn mặt cá sấu lần cuối này. Đấy, cá sấu rồi. Đấy. Thôi anh em ạ, thì là bây giờ để cho cá sấu yên nghỉ, mình sẽ mang cá sấu đi chôn nhá. Đấy. Đi, anh em đi chôn đi. Đấy, bây giờ là ngoài trời bây giờ rất là lạnh mọi người ạ. Bây giờ là đêm gấu và ngáo này, gấu tuyết và ngáo này. Đấy. Gấu tuyết và ngáo không lạnh à con, đi vào nhà đi. Bây giờ đem chôn ra vườn nha mọi người nha. Thời tiết miền Bắc chỗ mình bây giờ rất là lạnh. Thời tiết bây giờ rất là lạnh anh em ạ. Lạnh quá. Mình cầm máy quay là run hết người luôn mọi người ạ. Đây, đây, cho xuống đây đi. Được rồi đấy. Để đào một cái hố để chôn cá sấu xuống nha. Rồi, lấp đất vào đi. Lạnh quá mọi người. Chôn cá sấu vào đây nha mọi người nha. Đây là mộ cáo và mộ gấu này. Lạnh thật đấy. Thời tiết miền Bắc bây giờ chỗ mình nó phải rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 độ rồi. Rất là lạnh. Thôi được rồi. Tạm thời cứ như thế đã. Lạnh quá mọi người. Đây thì mọi người ơi, mình đã chôn cá sấu xong rồi nhá. Mọi người nhá. Đấy, buồn quá mọi người. Lại một con thú cưng, một con pet của mình nữa lại ra đi. Có lẽ là sau này mình sẽ không nuôi thêm một con gì nữa đâu mọi người. Đấy, mình không muốn chứng kiến cái cảnh chúng nó chết, thật sự rất là tội, rất là thương. Đấy. Ôi, có lẽ là bây giờ mình lại đi vào trong nhà ngủ tiếp đây mọi người. Hello, chào tất cả mọi người nhá. Thì như mọi người cũng biết là đêm qua xảy ra một cái sự việc đó là rất là buồn. Thì là em cá sấu baby của mình đã gọi là ra đi. Đấy, thì anh em ạ, thì anh em cũng biết đây cái bể này thì là mình đầu tư mình làm bể cho cá sấu. Nhưng mà bây giờ cá sấu mất rồi thì là mình nghĩ là cái bể này bây giờ mình sẽ làm một cái bể cá mọi người. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi chợ và mua một ít cá để thả vào bể này nha anh em nhé. Đấy, tí nữa mình sẽ set up cái bể xong thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Mình đã làm một cái bể mới nhá. Đấy, thì bây giờ cái bể này là mình sẽ thả cá vào mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn này, đẹp chưa? Có review cho mọi người xem cái bể mới của mình nhá. Đấy, mình đã set up lại mọi thứ làm mới rồi. Anh em nhìn này, đây có một chú rùa này. Đấy, anh em có thấy chú rùa không? Rùa này thì là mình, theo mình tìm hiểu, đó là rùa cá sấu nha anh em nhá. Đấy, nó đang bò vào này. Hello rùa, hello rùa con. Đấy, anh em thấy nó bùa không? Đấy, đây chính là rùa cá sấu nhá mọi người nhá. Đấy thì cái con rùa cá sấu này là của Toàn Ngư này. Toàn Ngư là đi xuống suối là bắt được nó này. Đấy, anh em nhìn này. Ôi, ok anh em ạ. Đấy, bây giờ thả cá vào nhá, anh em nhìn này. Đó, rất là nhiều cá cảnh. Bơi vào đi, bơi đi các con. Ui, nó bơi vào lại. Ui, nhiều chưa? Ôi, anh em ơi, nhìn này, đẹp chưa? Wow. Này, rất là nhiều cá bơi vào luôn. Đấy, mình mua 21 con cá, đủ các loại cá màu luôn này. Đấy, mình không biết tên của chúng là gì mọi người ạ. Mình không biết tên của những loài cá này là gì. Đấy, ui ui, cụ rùa sợ này. Ui, rùa sợ. Cá vào đông quá, rùa sợ này, chạy này, bơi này, ấy. Đẹp chưa?
Ơi, hình như là vẫn hơi ít cá thì phải. Mình thấy cái bể này rất là rộng, nhưng mà mình mua 21 con cá mà hình như là mình cảm thấy là vẫn hơi ít cá. Ấy, vẫn hơi ít cá. Chắc là sắp tới mình sẽ mua thêm tầm 20 con cá nữa mình thả vào đây cho đông đông nhá. Mình thấy là vẫn hơi ít cá này. Ấy. Ui. Ấy, cho anh em xem từ trên này. Đấy, rất là nhiều cá bơi rồi. Ấy, thấy chưa? Rất là nhiều cá bơi luôn. Ui giời, cụ rùa. Cụ rùa sợ quá chui ở đây. Cụ rùa sợ quá chui trốn ở đây. Ấy, nhiều cá đẹp chưa? Ấy, rất là nhiều cá đẹp bơi này, bơi tung tăng luôn. Ừ, đây này, đây này. Đó. Đẹp chưa? Ấy, đây là mình rất thích những cái con cá vằn vằn này nhá. Hình như là cá này người ta gọi là cá hổ hay sao ấy, mình cũng không biết nữa. Đấy, thì là bây giờ mình đã có một cái bể cá ở trong đây rồi. Thì là cá sấu bây giờ là đã ra đi rồi, thì mình làm cái bể này thành cái bể cá luôn. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp nhỉ? Đó, bây giờ Dương Cát Xê có một cái bể cá ở trong nhà rồi nhá. Bây giờ mình xin kết thúc clip nhá. Ok, chào tất cả mọi người, bye bye.